Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% sau cuộc họp tháng 11 kết thúc đêm qua, cùng với xu hướng tăng của chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng mạnh, bất chấp khối ngoại vẫn bán ròng mạnh gần 330 tỷ đồng trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Vừa mở phiên giao dịch ngày 2 tháng 11, VN Index đã mở khoảng trống tăng giá, gáp tăng gần 10 điểm. Sau đó thị trường có chùng xuống để lấp gáp hở đầu phiên và sau đó nhanh chóng bật tăng mạnh mẽ. Sắc xanh bao trùm cả thị trường. Ngay cả những cổ phiếu giảm sâu trong các phiên trước, như bộ ba cổ phiếu nhà Vingroup thì cũng chỉ còn VIC giảm gần 1%, VRE và VHM đã lấy lại sắc xanh cùng tăng gần 1%. Ngay cả cổ phiếu MVKG sau khi sàn hai phiên liền trước cũng đã lấy lại sắc xanh trở lại. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo đưa cổ phiếu NVL, Novaland ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3 tháng 11 vì doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Trước đó, Novaland cũng gửi đề xuất đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo sau khi khắc phục các nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Đồng thời giải trình về nguyên nhân chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và thông báo về việc công ty đã hoàn thành công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Bên cạnh đó, Novaland cũng việc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong suốt 6 tháng qua. Sau khi được đưa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu NVL chốt phiên sáng đã tăng kịch biên độ lên 14.000 đồng một cổ phiếu với dư mua gần 4,7 triệu cổ phiếu.